Bạch sư cho con hỏi dấu hiệu nhận biết bản thân đã chứng được một tầng thiền và khái niệm về bốn tầng thiền. Quý vị làm ơn làm phước hành thiền một cách nghiêm túc giùm sư. Chừng nào á, bây giờ trong một thời thiền, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, 4 tiếng, 8 tiếng mà quý vị có thể ngồi yên và không có một tạp niệm nào xen vào, thì quý vị quay lại hỏi với sư. Thì khi đó sư sẽ kiểm tra cái là quý vị á, có chứng được tầng thiền nào hay không ha. Còn nếu chưa đạt được yêu cầu đó thì làm ơn làm phước thành thật ngồi thiền giùm sư ha.